Xin chào cô chú anh chị và các bạn. Hiện tại chúng ta đang có mặt ở ngay Trần Hưng Đạo. Ngay đây là nhà hàng Đen năm xưa nha. Nhà hàng Đen ngay đầu hẻm số 4. Nhưng mà bỏ hoang rất là nhiều năm rồi. Đây, chúng ta nhìn qua đây là hẻm đầu hẻm số 4 đây. Thì để tiện cho việc theo dõi thì cô chú anh chị bạn mình có thể lập sạch Vinh Lâm TV, hoặc là sạch những cái địa điểm, hoặc là món ăn, hoặc là những cái địa chỉ như là hẻm 391, hẻm số 4 Trần Hưng Đạo, hay là 321, 329 Trần Hưng Đạo gì chẳng hạn, thì mình có thể thấy được những cái nội dung em up ha. Rồi, hành trình hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau một lần nữa lang thang đến cái hẻm 329 Trần Hưng Đạo để mình gợi nhớ đến một vài căn nhà của cô chú anh chị khi xưa mình còn ở Sài Gòn. Thì mình hôm qua đó thì mình xem coi bây giờ thay đổi thế nào ha. Thì cái hẻm đó hôm bữa chúng ta có đi vô rồi, nhưng mà em đi có một đoạn thôi, còn đoạn sâu bên trong thì em chưa vô lần nào á. Thì bây giờ mình cùng đi để khám phá nha. Hay theo hướng này thì chúng ta sẽ đi về chợ Bến Thành, chợ Cầu Muối. Thì ngày xưa đường Trần Hưng Đạo thì cái làn đường bên trong đây là để cho xe đạp nè. Nhưng mà sau này thì không có xe đạp nữa, nên cái lối đi bộ rất là lớn. Nhìn ngoài đường bây giờ rất là nắng, khoảng 39 độ C. Thì em đi trong đây thì có những cái hàng cây rất là mát. Ở đường Trần Đạo là một trong những đường mà có hàng cây này rất là quý nè. Mình nhìn bên kia là sở cứu hỏa và cái hồ bơi. Ngay cổng nó có cái hẻm đi vô hồ bơi. Em biết hồ bơi chứ đó giờ em chưa vô đó lần nào hết, không biết cô chú anh chị mình có ai đã từng đi vô chưa ha. Đối với Sài Gòn thì có rất là nhiều con hẻm, nhưng mà không phải hẻm nào chúng ta cũng đặt chân vô và đi vô hẻm. Có những hẻm mà gần cạnh nhà chúng ta luôn nhưng mà chúng ta chưa từng đi vô lần nào. Thì thông qua đây thì chúng ta cùng nhau đi vô khám phá thử nha. Đây là cái hẻm công lộ nè. Đầu hẻm thì có cái phòng công an giao thông. Thì cái hành trình đi vô hẻm đó để đi đến nhà của một người nữa ở trong cái hẻm 31 Cầu Kho. Thì cái video đó chắc em sẽ thực hiện trong cái clip sau ha. Thì hành trình của chúng ta đi bữa nay là thứ bảy và chủ nhật. Rồi thứ hai thì nếu còn video thì em sẽ up tiếp, không thì chúng ta sẽ gặp nhau tại xứ sở Đại Hàng nha. Mình cùng nhau lang thang bên Đại Hàng. Mình giờ không đi Việt Nam nữa, mình qua Đại Hàng đi luôn. Em nói đùa chứ tuần sau thì em có cái chuyến du lịch bên Hàn Quốc, và hy vọng là sẽ có nhiều video thú vị để gửi cô chú anh chị và bạn mình xem chơi cho vui nha. Thì con đường này chúng ta cũng đi cũng khá nhiều rồi, thì những cái hình ảnh quen thuộc thì chắc cô chú anh chị và các bạn mình có thể nhận ra ha.
Đây là trường Hưng Đạo, ngày xưa là trường Cầu Kho. Cái cổng chính bây giờ nằm ở mặt đường Hưng Đạo. Đây là góc ngã tư Trần Đình Xu và Trần Hưng Đạo. Trần Đình Xu đi đến nhà thờ Cầu Kho thì chúng ta đi theo hướng này. Thì trưa nay thì mình cùng lang thang đến cái hẻm thôi nha, hẻm 329. Mình đi vài căn nữa là đến. Đối diện cái hẻm thì có cái salon tóc Khánh Vĩnh Hoàng. Cái hẻm đó cũng thông qua đây luôn nè, bọc ra cái hẻm bên cái bên cái nhà siêu thị US Max bởi chúng ta có đi vô rồi đó. Nhưng mà hôm nay chúng ta đi vô đầu bên đây. Đầu bên đây thì để đi coi có thông còn thông ra bên ngoài Hồ Hảo Hớn không. Giờ mình cùng nhau khám phá thử. Quý vị, chị và các bạn mình cùng nhìn căn nhà số 16, 18, 20 trong hẻm nha. Đây đối diện hẻm thì bên kia đường cũng còn những cái cửa hàng như ngày xưa nhưng mà tên khác còn Khánh Vĩnh Hoàng nè. Khánh Vĩnh Hoàng có từ rất là lâu rồi nè. Đây đầu hẻm. Đầu hẻm thì có cái gara ô tô, salon ô tô nè. Rồi chúng ta đi vô hẻm nha. Lần này mình đi thẳng luôn. Đi thẳng luôn chứ không có quẹo như hôm bữa nữa. Hôm bữa thì chúng ta quẹo phải. Hẻm rất là yên tĩnh, mát mẻ ha. Thì cái sàn bê tông này mới được làm lại nên nhìn rất là sạch sẽ. Bên ta quẹo phải, hôm nay thì mình đi thẳng. Đây là 14. Đây là 16. Đây là 20. Đó là hẻm cùng rồi. Rồi chúng ta đi qua đây thử. Tiếc là mình không có gặp ai ha. Đây là 328 luôn. Ủa, ai là mình đem hỏi cái hẻm này nó thông ra ngoài Hồ Hảo Hớn không? Không, hết thông được ha. Đây nè, cảm ơn. Buổi trưa vắng quá nên em không gặp ai hết. Rồi, mình nhìn cùng nhau nhìn lại cái khu nhà xưa của mình nha. Đi vô đó thì có mấy căn rất là lớn. Để mình hy vọng mình nhìn coi có ai không. Ủa, chị cho hỏi đây là hẻm cùng phải không chị? Tưởng đâu còn đường đi.
chúng ta đi ra ngoài ha. Do cái chị đó chắc lạ nên người ta không có muốn trả lời, nên thôi thì mình nhìn quan cảnh thôi ha. Các bạn sẽ gửi đến một số hình ảnh ngày xưa với anh chị. Hẻm ngày xưa có lẽ rất là nhỏ. Rồi chắc em xin tạm dừng cái video tại đây nha. Hẹn gặp lại cô chú anh chị và các bạn trong những cái video tiếp theo. Nhân đây thì em xin chúc bà con mình luôn vui vẻ và thật nhiều sức khỏe nha. Rồi, một số hình ảnh gửi anh chị, hy vọng là anh chị sẽ xem video này và cho em xin cái comment nha. Rồi, bây giờ chắc chúng ta sẽ đi video tiếp theo, chúng ta sẽ hành trình đến cái hẻm bên hẻm 35 nha. Thông qua hẻm 35 chúng ta sẽ đi vô cái nhà thờ. Rồi bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.